Rồi, xin chào cả nhà nha. Sáng hôm nay mình không có lên clip nữa anh em. Chiều tối bây giờ cũng 8 giờ rồi. Mình lên một cái clip bằng đêm đi. Để anh em tham khảo ý iPad mới về. Được iPad 2, iPad 3, iPad 4 luôn. Tổng hợp các kiểu luôn. Anh em mua cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Số điện thoại đặt máy thì vẫn số cũ ha, 0355 356 356. Anh em cọc cho mình cái cạc Viettel 100k cho những máy trên 2 triệu. Và những máy dưới 2 triệu thì 50.000 Viettel nha anh em. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cặc là mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Rồi, mình giới thiệu anh em con máy đầu tiên trong clip buổi chiều tối hôm nay đi. Con iPad 2 bản Wi-Fi. iPad 2 bản Wi-Fi 16GB. Máy con này thì kính có xước lông mèo nhẹ nhẹ 1-2 cộng thôi. Còn gần như là đẹp. Đó. Máy anh em. Màn hình con này 9.7 nha anh em. Pin cực là trâu, gần 7.000. Đó. Đa số là mấy cái gấp có cắn mốt nha anh em, có cắn nhẹ nhẹ mấy cái gấp nha. Đa số có cắn. Còn cái nào không cắn mình nói không cắn. Đa số là có cắn hết. Nhẹ nhẹ thôi. Đó. iPad 2. Nói chung là mấy ngoại hình đẹp tầm 97, 96, 97%. 16GB. Wi-Fi thì anh em không xài được SIM, anh em chỉ về nhà có Wi-Fi bật lên là xài. Dành cho những anh em ít di chuyển ở nhà, chủ yếu dành cho con em mình xài xem YouTube. Đó, thì mấy cái này là bản Wi-Fi thì nó tiện lợi cỡ đấy ha. Màn hình nó gần 10 inch anh em, 9.7. Giá con này là 1490, mình kèm sạc cho anh em nha. Kèm sạc riêng. 1490 kèm sạc riêng, chưa bao ship nha anh em. Anh em cặp cho mình 50.000 Viettel là mình sẽ gửi con này. Còn những cái máy trên giá này thì anh em cặp 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình cái mã số cộng với họ tên địa chỉ. Con này phí ship kèm thêm 30-40 nữa anh em tự chịu nha, mình không bao phí ship. Và những anh em nào thích mua thêm bao da thì có bao da nha anh em. Đây, bao da thì kèm thêm 120.000 một cái nữa, 120k. Anh em thích bao da thì mua bao da bỏ vô, xài cho nó đỡ bể. Đỡ bể ha. Đây, con này là iPad 2 16GB bản 3G, tức là bản có SIM. Anh em bỏ SIM vô xài ok. Đó, ngoại hình này hình thức còn rất là đẹp. Đây, mấy cái góc đa số bị cắn như thế này nè anh em. Anh em quay kỹ anh em coi. Lấy nét khó quá. Đó, nghe thấy không? Đa số có cắn cái góc nhẹ. Không đáng kể đâu em, tự anh em tự vo nhôm á. Nên nó hay bị cắn cái góc. Mình thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì. Đó, con này là bản 3G, tức là anh em bỏ SIM xài được. Giá của nó là 1950 nha anh em. Cái bản 3G là 195 nha. Cũng kèm sạc riêng, chưa bao phí ship, anh em tự chịu phí ship nha. 1950, mắc hơn cái bản kia 400 mấy ha. Đó. Bao da thì anh em cộng thêm 120 là mình ship cho anh em nha. Và mình còn có iPad mini 1 này, anh em mua thì liên hệ nha. Mini 1 bằng Wi-Fi 16GB. Đây là iPad mini. Đó, nó nhỏ hơn, màn hình nó chỉ có gần 7 inch thôi. Đó, bản Wi-Fi 16GB. Con này giá của nó là 1.350.000. Có một con duy nhất thôi, bán rẻ cho anh em nha, iPad mini 1350. Đó, mấy ngoại hình còn rất là ok, bản Wi-Fi nha anh em. 1350. Chỉ có một con thôi. iPad 2 thì có bản có SIM, không SIM. Nhưng mà lạc cho một em 64GB này anh em. iPad 2 nhưng mà bản 64GB. Có một con thôi. Bản 64GB iPad 2. Bản có SIM 64GB. Dung lượng con này cực mạnh nha. Cực lớn luôn. Dung lượng quá lớn luôn, 64GB. Anh em nào thích con này thì chơi. Bản 3G luôn. Con này giá 2 triệu mốt nha. 2 triệu mốt, mắc hơn 150 thôi, có một con duy nhất. 2 triệu mốt. Bản 64GB. Mấy con này camera nó xấu lắm nha anh em, chụp hình không đẹp nha. Chủ yếu là anh em giải trí thôi. Anh em thấy dung lượng ghê không? Dung lượng của nó là 64GB luôn. Cực lớn. Giá 2 triệu mốt nha anh em. Anh em nào cần cái con mắc hơn tí thì chơi con nói nha, 64GB, giá 2 triệu mốt. Và tiếp tục là một con iPad 3. Con này là iPad 3 nha anh em. Ngoại hình này ok luôn. Lưng đẹp, kính đẹp. iPad 3. Con này không biết cái màn hình nó sao nó bạc bạc. Để mình
loại con này ra đi, tính sau. Con này tính sau đi. Tiếp theo là mình giới thiệu anh em một chiếc iPad 4 nha, iPad 4. Đầu tiên thì con iPad 4 bản Wi-Fi này. Đó, ngoại hình như thế này nha anh em. Kính đẹp, lưng có xước xước nhẹ nhẹ. iPad 4 16GB. Bản Wi-Fi. Bản Wi-Fi iPad 4 thì anh em biết rồi, cấu hình rất là sướng. Xài rất là sướng nha anh em. Máy sạch hết, không có gì hết ha. Bản này bản Wi-Fi 16GB. Máy đẹp. Máy này chơi liên quân FPS thấp vẫn ok nha anh em. Giá 2450. Bản Wi-Fi 245 iPad 4 nha anh em. Đó, máy rất là ok luôn. iPad 4 là rất là nhiều về số lượng anh em xài thoải mái luôn. Đó, màu đen, màu trắng các kiểu. Wi-Fi. Và đây là nha anh em, đây là cái bản có SIM nha anh em. Đây là iPad 4, iPad 4 16GB bản có SIM. Đó, ngoại hình còn rất là ok luôn. Ngoại hình đẹp anh em. Có SIM thì nó ghi không có dịch vụ này, anh em chưa bỏ SIM vô này. Đó. Bỏ SIM vô là xài thôi nha. iPad 4 bản có SIM. Bạn có SIM nha. Camera iPad 4 thì nói chung là chụp hình tương đối. Chụp hình tương đối anh em. iPad 4 chụp hình đẹp, iPad 2 3 thì nó xấu. Đó, chạy rất là mượt. Kính đẹp, lưng đẹp nha anh em. Rồi. Clip này chỉ giới thiệu cho anh em các dòng iPad. Anh em cần cái máy nào thì alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký, bấm like video để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em ở những clip tiếp theo.